Chào các bố các mẹ, chào các cái nguồn mạng. Mời các bố các mẹ, các cái nguồn mạng đều ngỏ chương trình truyền hình sưởng mường của Đài Phát thanh cùng truyền hình tiếng Hòa Bình phát lên kênh VTV 8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa các bố các mẹ, thưa các cái nguồn mạng, cá ni cá tính có 123 sản phẩm ô cốp. Long tỷ có 24 sản phẩm bổn khao, cùng 99 sản phẩm ba khao. Đỡ giữ chắc nương hàng, chuẩn hỏa khao ô cốp. Ni sẽ là tiền đề đối ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục xây dựng, phát triển, cung nâng hàng đa sản phẩm ô cốp trong thời gian đến. Bởi tỷ có phần thúc đẩy chuyển dịch phát triển cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng lên thu nhập cho mọi mình. Nội dung án thăng đỉnh trong phần đầu chương trình ngày hôm nay. Sản phẩm tinh dâu khỉa chanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Bán Giao là sản phẩm ô cốp án công nhận, án tiêu chuẩn ba khao vào năm 2021. Bởi khi án gắn khao, sản phẩm tinh dầu khỉa chanh đã có mặt ở đưa đại lý, cửa hàng, siêu thị, công sàn thương mại điện tử trong cả nước. Bề diện tích lúa nguyên liệu khoảng 180 hecta cơ khỉa. Trung bình cứ một năm, hợp tác xã xuất bán ra thị trường 1.200 lít tinh dầu, công lên khẩu 1.000 sản phẩm tinh dầu đỏng lọ. Đỡ giữ chắc thương hiệu công nâng hàng khảo ô cốp, hợp tác xã nông nghiệp Bán Giao khi nó ý xác định ô cốp là thương hiệu quỷ, đỡ mắc khẳng định chất lượng sản phẩm nông sản của Hòa Bình với khách hàng, có phần nâng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Dự kiến trong năm 2023, sản phẩm tinh dầu khỉa chanh sẽ án chuẩn hóa nâng hàng lên bổn khao. Để giữ vững được cái thương hiệu và cái sản phẩm ấy thì cái trước hết là chúng tôi đỡ chưa vâng án thương hiệu sản phẩm, lớp hết quả chính lá thì tán tồi đối mười, đồng thời tư duy hơn nữa quế mâu ma kiếu giảng, quán chất lượng thì luôn phải dư, tán tồi lá mỏ chán chót trực tiếp y phải dư vâng thương hiệu lụa, tán tồi phấn đứ lá mỏ chán chót trực tiếp riêng hán chỉ quế quế cập nhất lên chán điện tử, thứ hai là quế mâu ma tán tồi y cấn phải cải tiện hơn. Hai nữa là về cái mẫu mã thì chúng tôi cũng còn phải học hỏi rất là nhiều. Để làm sao phấn đấu đạt 5 sao để trên cơ sở đó để chè của sản tuyết bà con. Là tên nó phấn đấu ăn tam khao lên cơ sở tỷ đỡ mà chê sản tuyết của Mai Châu vươn xa thế giới. Hào la ăn đeo tỷ rất là mong đơn bàn ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm đùm du phấn đấu là tính no đỡ mà nâng lên chất lượng hình thức tiêu chuẩn của sản phẩm ô cốp tam khảo chất lượng và cũng như hình thức và mọi cái tiêu chuẩn của cái ô cốp làm sao đã đề ra. Tính đến cả ni cá tính có 123 sản phẩm ô cốp, long tỷ có 24 sản phẩm bổn khảo cùng 99 sản phẩm ba khảo. Mục tiêu trong năm 2023 cá tính có thêm lên 30 sản phẩm ản công nhận ản sản phẩm ô cốp bớ ba khảo trở lên. Long tỷ chuẩn hỏa nương hàng hai sản phẩm băng lão khô nổ ngay, công băng chua thải khẩn. Chú thế là công ty cổ phần Kim Bôi, huyện Lạc Thủy, ản tam khảo. Đỡ hoàn thành mục tiêu ni, Sở Nông nghiệp Công phát triển Nông thôn đã tập trung phát triển sản phẩm ô cốp chất lượng cao, đáp ứng ản tiêu chuẩn công nhu cầu thịt lương, lòng công vài nước, viên tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, chi tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm, dàn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mã sổ, mã vạch, công nhãn hiệu hàng hóa. Đan sản phẩm khâu khi đã án khẳng khao chất lượng ô cốp, sẽ án đun giúp kinh phí đỡ mà hoàn thiện sản phẩm, là bao bì, nhãn mác, y như quảng bá, xin kiểm thịt lương bản trong nước, công xuất khẩu. Bằng các cái nguồn vốn của Trung ương, rồi là các cái nguồn lực của địa phương, bằng đan nguồn vốn của Trung ương cùng nguồn lực của địa phương, cá ni đan tôi y đang tiếp tục đùm giúp cho đan sản phẩm ni. Cái thứ nhất là việc xúc tiến thương mại, cái thứ hai là đố đan sản phẩm ản nương lên chất lượng, cái thứ ba là tiếp tục đùm giúp đan sản phẩm ản nương hàng khao. Cá ni hai đan tôi y đang phân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của Trung ương cùng của tỉnh cho đan huyện, đỡ mà đan huyện đùm giúp cho đan sản phẩm ản xây dựng mới, hắn là nâng cấp chất lượng. Hai là sản phẩm nâng cao chất lượng và nâng cao sản. Hy vọng rằng bê đan mục tiêu dòng xa của ngành nông nghiệp tỉnh trong thời gian đến đều bê phát huy nội lực của đan chú thế cùng cái đun sút tích cực của đan cơ quan chuyên môn, đưa sản phẩm ô cốp của tỉnh tiếp tục ản chuẩn hóa nâng hàng theo tiêu chuẩn quốc gia, đỡ vươn xa sang thị trường thế giới trong thời gian khởi nhật.